phải hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Thì các bạn đã thấy trên tay mình đang cầm cái gì chưa? Ben 10 đồng hồ đấy các bạn ạ. Một tuổi thơ của mình đấy. Không biết các bạn đang xem video ở đây thì đã ai từng chơi đồng hồ Ben 10 giống mình chưa? Hồi xưa thì mình rất là nghiện cái trò Ben 10 mọi người ạ. Xong rồi mình toàn mua cái đồng hồ ở ngoài đợt đấy đi học ấy, xong rồi không có tiền mua đồng hồ. Thế mình toàn phải xin mẹ thôi. Và mẹ mình cũng làm gì có tiền đâu. Thế là mình đã phải ôm chân ôm tay xin mẹ mình mua được cái đồng hồ các bạn ạ. Xong một đợt đấy là nhà mình còn có cái máy tính đấy, thế là suốt ngày chơi cái game Ben 10 mà nó có cái con quái vật gì mình không nhớ, nói chung mà hồi xưa lâu lắm rồi. Các bạn nào mà đang còn chơi cái game đấy thì có thể comment ở phía dưới nha. Nhưng mà quay trở lại với chủ đề chính thì hôm nay mình đã chuẩn bị được một quả bóng bằng hơi Ben 10 ở đây đấy. Một quả bóng bằng hơi này thì cũng khá là khó tâng đấy mọi người ạ, khá là khó chơi tại vì nó rất là nhẹ luôn đấy. Hôm nay thì mình sẽ cho anh em một cái thử thách, không phải gọi là thử thách, gọi là chế độ ra đấu với nhau bằng quả bóng hơi đấy nha mọi người. Ở đây thì có 4 người, mình này, anh Tuấn với cả Văn Anh. Văn Anh thì vừa mới phải vào đây bro, ông bạn già của tôi. Đấy, ông bạn già. Ông bạn già cứ đứng đằng sau ấy. Ngại. Ông bạn già vừa đi. Tôi sẽ có mà. Từ. Ông bạn già vừa đi 20 cây số xuống đây các bạn ạ, chỉ để quay clip thôi. Các bạn thấy dạo này anh em mình chăm chưa? Mọi người cùng theo dõi, follow theo đây anh em mình nha. Đây là của comeback thật là bùng lổ đấy các bạn. Bùng lổ đấy các bạn, 100 cắt sub let go. Đấy, cho bạn anh thử quả này đi, đấy. Ôi quả này khó thật không? Hơi khó các bạn. Nó rất là nhẹ luôn. Ôi đù. Cho tôi thử bắt xem nào. Sao bạn anh làm được mà mình lại không làm được nhỉ? Nãy giờ mình đây chúng làm phát 10 quả này. À cái này cũng, thật ra là cũng dễ. Nó dễ hơn cả bóng bình thường ấy chứ nhở. Nhưng mà hôm nay thì sẽ không chơi skill. Skill cùng thì mình làm sao mà ăn được anh Tuấn đúng không? Đúng rồi, anh Tuấn đi. Tuấn lâu cái từ ghê lắm. Vô địch Việt Nam rồi thì hôm nay sút penalty. À penalty mới khó này, quả này mới gọi là liệng này. Roberto Carlos ngoài đời thực. Nhưng mà hôm nay thì tôi với cả ông bạn già thì không chung chung một thuyền rồi. Mỗi thằng một thuyền rồi. Thì game nào cũng thế mà, tôi với ông có bao giờ chung một thuyền đâu. Ơ nhờ, đúng rồi. Hình như là game nào mình anh em mình cũng chẳng chung thuyền đâu. Hay là game này mình chung thuyền đi. Chung thuyền à? Thôi chung thuyền thì clip nó không vui. Nên là hai thằng phải đấu nhau luôn mới vui đúng không? Còn tôi xin chỗ đội đi. Một là An Tuấn, hai là một người ở ngoài tùy. Okay. Bất kỳ luôn. 1 2 3. 1 2 3. Mình thắng rồi. Thua là được chọn trước đúng không? Thôi cho thua chọn trước thua đi. Bị chọn trước căn bản là khách mời mà bây giờ mình mà chọn An Tuấn thì nó cũng không hay đúng không? Thì game nó lại dễ quá. Thôi cho bạn anh chọn. Thôi, tôi chọn một cái bạn tôi đang đi giày luôn. Ok, bạn vào đây luôn nào. Giới thiệu cho anh em trên clip xem đi xem ạ. Hai chào các bạn, mình tên là Dũng nhỉ? Hai chào các bạn, mình tên là Dũng nhỉ? Ok. Mình tên là Dũng. Mình tên là Dũng. Thật ra bạn ấy tên là Dũng. Ok, bạn của Văn Anh. Thì qua bên kia đây còn gì nữa. Còn và An Tuấn sẽ là đội của tôi. Ok. À bây giờ thì cùng game 1 thì sẽ là sút penalty và thủ môn của chúng ta là let's go. Một người bạn rất là quen thuộc của chúng ta và hôm trước ông ấy đã ăn 60 của tôi. À chung rồi, hay là bên ông có chấp không? Chấp. Nếu mà chấp thì cũng được. Chấp đi. Nhưng mà cứ để xem tình hình như thế nào đã thì chấp sau. Ok. Ok, bây giờ thì cùng vào game đó. Game 1 nha mọi người. Let's go. Đây là nhà vô địch Việt Nam của chúng ta thì An Tuấn đã bao giờ anh chơi với quả bóng này chưa? Chơi freestyle với quả bóng này chưa? Cái quả này mà ra cho mình thì mình cũng chắc để trưng bày đấy các bạn ạ. Chứ tụi anh thử múa bài đường ấy xem nào. Thử bắt xem nào. Nó nhẹ thực sự ấy. Một skill thôi. Nhà vô địch Việt Nam của chúng ta mà như này đây. Nào, làm gì nào anh? Ui giời ơi. Nhưng nó khó thật đúng không anh? Nó rất nhẹ, là khó luôn đúng không? Nhẹ thực sự và mình không quen với quả bóng này. Nhưng không sao, hôm nay đâu có freestyle đâu. Đúng rồi, hôm nay là penalty mà. Là thử thách với đội Lê Mai Nhí mà. Còn lại Lê Mai Nhí, em lớn rồi, em hôm nay thì ai thua thì sẽ phải mời đội kia ăn ăn trưa. Ui giời ơi. Bây giờ cũng là 10 bây giờ cũng là 10 rưỡi rồi các bạn ạ. Đấy, hơi bị run đấy. Phải có tí gọi là hình phạt phần thưởng mà anh em đá mới hăng được. Thế thì thôi. Văn Anh Lê Mai Nhí của chúng ta lại mất tiền ăn trưa rồi. Anh em chơi thật nha. Thật nha. Nhưng mà bên này mạnh thì có chút người. Sao lại chấp người? Chấp một người đi. Okay, chấp người đi, chấp người đá sao được. Chúng tôi đi cũng 4 chân. Bạn cũng 4 chân. Hai bên 4 chân. Ok. Thôi không lên to lên trên nữa thì bây giờ bản tù xì vào game đấu luôn ạ. Cho anh Tuấn bản tù xì. Ok, rồi cho Dũng bản tù xì đi. 1, 2, 3. Ok, thắng xuống trước. Thua xuống trước ạ. Thua xuống trước, ok. Thua xuống trước. Thôi ăn rồi, anh để em. Clip của em, anh để em. Và Duy Trung sẽ là người khai màn. Ô, thế Hiếu Béo lợi à? Nhờ Hiếu Béo thắng thua thế nào vẫn được đi ăn. Lượt đầu tiên của Rit đúng không ạ? Hiếu ơi, em biết phải làm gì đấy. Mình người một nhà Hiếu ạ.
What the hell? Nhìn chung. Sao lại có thể lên trời được? Nhưng mà mỗi đội mấy quả nhỉ? Mỗi đội 2 quả. Mỗi đội tổng 2 quả thôi. Mỗi đội tổng 4 quả đi. 4. Mỗi người 2 quả. Một đội là 4 quả. Thế mà ông nói mỗi đội 2 quả là tôi không mà. Mỗi đội 2 quả là mỗi người 2 quả đấy mọi người. Nào chơi đây đúng rồi. Rồi, anh Tuấn ơi. Không sao. Đây mà, anh chú sau này đợi em mà. Đến bên kia mà. Hiếu béo, cố lên. Hiếu béo. Đấy. Giờ sẽ thúc mạnh đâu chung ạ. Anh Tuấn ơi. Anh Tuấn ơi, anh Tuấn. Đừng vội thì nữa còn game sáng ngang nữa cơ mà các bạn. Ben 10 ơi, hồi xưa anh hay rất là chơi em ấy. Hồi xưa anh lấy tiền trộm của mẹ chơi em cơ mà. Có sao? Đúng rồi. Không thể tin nổi. Nó ảo thật đấy. Đạo không thể lường trước được các bạn ạ. Tôi lục tiền rồi anh ạ. Chết rồi. Anh trộm tiền đấy, của mẹ anh chơi em bao phòng cơ mà. Ôi, đồ béo ơi. Sao quả này dễ vọt đấy nhỉ? Quả này dễ mà. Quả này dễ vọt đấy chứ các bạn. Cho anh em mình. Cố lên em ơi. Tỷ số đã 1-0 các bạn ạ. Thôi để em cân bằng tỷ số này nhá. Cố lên. Hiếu ơi, em phải bắt xong em dí một hôn chứ lệ. Lần thứ 2 của Victor Hoa. Chạy lên luôn nào. Đánh lừa luôn được Hiếu Béo nhá. Đánh lừa luôn Hiếu Béo mọi người ạ. Mình nhìn cái cách bắt là mình biết bịp. Quả này tôi lừa hướng này bảo bịp. Ông vào đi. Ok, con trở lại với lượt của đội Văn Anh. Đúng rồi, quả này không cần sức mạnh đâu. Lên rơi. Đánh tâm lý bỏng ai nhẹ lắm. Lên rơi đây. Chung toàn lên rơi. Đừng mừng vội. Tuyệt vời. Con này, con anh mà bạn là Văn Anh tuyệt lái như mình win anh ơi. Thì rơi. Chị nhẹ thôi. Có xa. Các bạn định quý đạo chưa? Các bạn định quý đạo chưa? Đấy, các bạn thấy cái quỹ đạo của bóng chưa? Như này. Chúng mong có ăn mừng cùng các bạn ạ. Đâu, ăn mừng đâu. Ai xem lại camera thì biết chúng mong ăn mừng đâu. Đấy là cảm xúc. Thôi nhưng mà còn để ông ăn được không? Tôi đố bắt được đấy. Đi. Thôi Văn Anh. Thôi nào. Tuyệt vời. Anh Tuấn. Mình thấy luôn từ món bán độ. Vậy là chúng mình có nửa suất ăn trưa rồi. Nửa suất là nửa nửa rồi. Cố gắng ở game 2 nữa mọi người. Thôi game 2. Đá sang ngang. Let's go. Bây giờ là game thứ 2 và đội mình đã mất một nửa suất ăn trưa rồi các bạn ạ. Mới có một nửa thôi mà đúng không anh? Lần này là một đi, không phải một nửa nữa đâu. Thôi để mình chơi trước nhá. Thôi một đi, bỏ chữ nửa đi. Vào không? Cũng tuyệt vời đấy nhưng mà tôi biết là ông kiểu câu lên để ông chạy theo ông lấy tay ông để ở xa tôi biết thừa nhưng ông không chạy kịp. Đến Duy Trung. Đến đội mình thì để Duy Trung vẫn anh là người khai màn. Anh nhào xuống em à. Đấy. Tôi mà em xuất hẳn Rabona cho nó chất anh à. Cho đội bạn anh thấy là mình xứng đáng tâm một khúc phục đúng không anh? Đúng, đội mình thoải mái đi. Đang thắng nên là chủ quan. Ui giời ơi. Chết tiệt, cái thằng chết tiệt này mày đang làm cái quái gì vậy hả? Mình cứ nghĩ là bóng này nhẹ, mình cứ bấm nhẹ vào là nó sẽ lên. Nhưng mà thật ra là nó nhẹ thật nhưng mà mình không vào thôi. Trình độ của mình kém quá các bạn ạ. Thôi quay trở lại với lượt của đội Văn Anh. Chúng ta vẫn chưa xử lý được quả Ben 10 này. Nhiều rồi, bấm rồi. Đúng rồi. Thế thì chỉ có ba đường béo thôi. Phải bấm. Bấm giống Văn Anh thì may ra còn có cơ hội. Anh Tuấn ơi, xoan hỏi đi anh ơi. Bay mất nửa còn lại đấy. Anh Tuấn. Chúng mình sẽ hoàn thành nốt nửa bữa ăn trưa còn lại các bạn nhá. Anh Tuấn. Đây rồi. Ôi. Ông mày xúc vào chút thể thao để lùi tệ lạn rồi. Nó mạnh quá các bạn ạ. Thôi không sao. Bây giờ là mỗi người còn một lượt thôi là phải chắc chiêu này. Văn Anh chắc chiêu này.
Tầm mày ai mà bắt được thôi thắng luôn rồi anh ạ. Khó gỡ lắm. Thôi cố gắng đi, đội nào mà thắng thì cũng chúng ta cũng đi ăn trưa chia đôi nhá. Cái xà này chơi vui mà. Cái xà này nó là xà gì đây? Tôi không thể tin nổi. Các bạn xóa mọi hình ảnh của lấy mình hết đi các bạn nhá. Ngay các bạn. Không đi tin nổi. Nếu mà nói nhẹ đi một tí thì là chúng mình được ăn trưa rồi đấy. Chứ nó chuẩn bị bay mất nửa còn lại rồi anh Tuấn ơi. Anh ơi nhưng mà nếu mà Hòa thì sao? Không phải đâu nhá. Phải chơi game nữa. Hòa chơi game nữa. Ok. Em có game nữa rồi. Ok. Ok bạn. Ok ông bạn già. ok ông bạn già thì em bắt tầm tay không? Dũng ơi. Bấm rồi. Bấm nó chạy theo bóng em rồi thổi. 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 Wow. Hai xa luôn kìa. Tôi chơi gì lại anh Tuấn ơi. Kể cả mình cái đây. Sao hay không thì đội mình cũng thua trong game đấu này. Đây là kinh khủng rồi không? Nhưng mà cái đấy điêu nhỉ? Anh tưởng là nó không được. Sao nó chui xuống, nó làm vào sàn. Ôi trời đất quá trường. Và đó đây mình lấy lại danh dự của tôi. Một bạn lấy lại danh dự. Thôi em ạ, à, sút trượt thì nhiều quá. Một bạn anh ơi. Ôi, rồi một bạn cũng được. Nhục thế. Tôi công nhận game mày thế xui ạ. Thôi. Huề rồi các bạn mất bay mất nửa rồi. Nửa còn lại rồi. Bây giờ thì thôi để mình nói luôn game cuối nhá. Ờ nói luôn đi. Thì là vẫn sút penalty nhưng mà đội tôi sút thì hai người cùng đứng ở góc. Ok chưa hợp lý không? Ok hợp lý chứ còn gì nữa. Vào luôn. Mỗi hai lượt nhá. Ok bây giờ là đội nào sút trước nhỉ? Hồi bên ông sút trước đi. Em sợ gì? Ơ kìa. Ý ai? Một đấm bay luôn. Không, ai sẽ sọc cứu hợp bích người. Bắt sọc cứu hợp bích. Có được chơi sút kiểu Tubasa không? Được chưa? Hỏi lời nha. Ai hiểu team nó không bắt được quả này đâu. Duy Trung không bắt được quả này đâu. Quê lắm các bạn ạ. Tuấn ơi, để em chưa? Ok. Bình tĩnh em ơi. Anh tin em không? Tin, anh nào tin em mà. Gần mấy trường các bạn ạ. Người em rồi. Có sai thôi. Dũng ơi, chơi dài em ơi. Ôi, quả đấy vô xà được kìa. Ôi. Ảo thật. Ôi. Mình không tin quả đấy vô xà luôn. Không sao. Ờ, Dũng bắt đi còn gì nữa. Dũng ơi, anh tin chú. Làm một lần duy nhất này. Cố gắng chúng ta không bị mất tiền ăn trưa. Dũng thôi nha. Bỏ đấy. Tôi một cách trong vánh như thế sao? Sướng bắt anh ơi. Anh Tuấn sướng thật, sút trúng xa. Mấy lượt ta? Bây giờ em sút là lượt thứ hai rồi. Lượt cuối. Anh Tuấn sướng quá. Sút trúng xa. Sướng. Anh ơi. Em gỡ hòa này. Không thể như thế được. Ok. Bạn có quay sang sau. Cố lên Trung ơi. Tâm lý chưa? Bạn bằng rơi các bạn ạ. À. Quả đấy hóa 10 tay không bắt được luôn. Bây giờ Trung bạn là thắng đúng không? Trung ơi. Đó, bắt đi bạn ơi. Hai lần run thế. Đã huề rồi. Đấy, dùng. Hai quả này là hai quả quyết định à. Okay. Trung ơi, cuối cùng sư đồ gì ít bóng. Cố lên. Trung ơi, chơi chạy kìa. Rơi.
đấy thì mình cũng chịu cho ăn. Giờ mà hòa thì mỗi đội cử một người đại diện ra chút nữa. Chiêu Vĩnh Việt cổ. Tại sao? Tại sao? Đấy, còn, đấy là số phận rồi các bạn ạ. Chả nhẽ bây giờ mà mình không phải đâu anh ạ. Mà là anh em mình em biết tại sao anh lý do vậy? Lý do. Anh còn thương Văn Anh đi từ xa lên đây. Chả nhẽ Văn Anh đi 30 cây lên đây chả để chả nhẽ lại để Văn Anh chẳng tiền đúng không anh? Chưa đúng không các bạn? Đúng rồi, đấy. Văn Anh không như nào. Nó lại không vui, không hay. Thế là mình bị thương, thương ông bạn già của mình ấy các bạn ạ. Cảm động quá. Anh chục tỷ của tôi. Ôi bây giờ thì như nào anh nhỉ? Chưa lẽ em muốn đi ăn tôm hùm Alaska. Cắm mầm lướng à? Không, em đi ăn tôm hùm anh có. Có ở chỗ tôi có cụ tôm hùm. Ok nhá. Ok. Các bạn ạ, khỏi đấy, anh Tuấn này không ngờ quả đây là một xà được nhưng mà hôm nay là đội tôi là Dũng Dũng ngành tem nha. Hay quá. Dũng mới lần đầu lên video của mình mà xúc quả đấy tuyệt vời, là công nhận là Dũng để mà debut thành công. Ok. Và cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video của anh em mình, các bạn hãy cho mình một like, một share, một subscribe đăng ký kênh để ủng hộ bọn mình nha. Và bây giờ thì bye bye.